các bạn có thích những dây đeo máy ảnh truyền thống hay không? Còn với mình thì không. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của mình và mình là Louis. Lý do mà mình không thích những chiếc dây đeo máy ảnh truyền thống đó chính là thường một số dòng máy ảnh đời mới á, họ sẽ in cái logo, nói chung là in cái nhãn hiệu, cái số hiệu của máy lên trên những cái dây luôn. Điều này là mình không thích. Cái thứ hai là cái dây đeo máy ảnh truyền thống thường nó sẽ được bắt dính vào trong những chiếc máy ảnh. Nên cái việc mà đôi khi nhiều lúc, không phải lúc nào mình cũng sử dụng dây, những lúc mà dây nó vướng víu trong cái quá trình tác nghiệp của mình, trong lúc quá trình chụp, thì cái việc tháo dây ra nó làm cho cái tay mình nó rảnh rỗi hơn, nó sẽ thao tác dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những lúc mà di chuyển nhiều cần có dây đeo thì lúc đó chiếc dây nó lại là một cái thứ trợ thủ rất là đắc lực. Nhưng làm cách nào để mà có thể tháo ra nhanh, lắp vô cũng nhanh thì đâu là giải pháp? Thì đây, những cái sợi dây thao tác nhanh như thế này nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều ha. Việc tháo ra gắn vô rất là nhanh, các bạn có thể nhìn thấy. Tháo ra gắn vô rất là nhanh luôn. Ở đây mình đang đeo chéo, nếu trường hợp các bạn muốn mà đeo lên cổ dây đeo thẳng thì sao? Mình cũng vẫn có những cái giải pháp đó. Mình chỉ việc cái cần là trở những cái đầu đeo mà thôi là xong. Đây các bạn có thể nhìn, trở thành chiếc dây đeo đằng trước như bình thường. Khi nhắc tới những cái dây đeo máy ảnh thao tác nhanh thì chắc hẳn rất nhiều người sẽ nghĩ đến, đó là một thương hiệu rất nổi tiếng, đó chính là Big Design. Tại sao mình chỉ đề cập tới thương hiệu Big Design mà không đề cập tới những cái loại dây thao tác nhanh khác? Lý do rất là đơn giản, do mình thích. Tuy nhiên, những chiếc dây đeo máy ảnh của Big Design thì cái giá thành trên thị trường hiện tại bây giờ đang rất là đắt, đâu đó là tầm khoảng trên 1 triệu cho tới gần 2 triệu một sợi dây Big Design, một combo đầy đủ của nó, đâu đó từ trên 1 triệu cho tới gần 2 triệu lận. Nên không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để cho sắm cho mình một cái bộ dây Big Design. Và trên thị trường hiện tại đang rất rất nhiều dòng dây thao tác nhái theo thiết kế của Big Design. Bạn nên nhớ là nhái theo thiết kế, họ không nhái thương hiệu nha các bạn. Những cái loại dây đó nó không có chữ Big Design trên đây đó. Thì ngoại trừ cái việc thao tác nhanh ra thì dây Big Design nó cho mình cái cảm giác đeo di chuyển như vậy nè, nó rất là mượt và nó không có bị đau. Những cái loại dây này rất là láng mướt nên mình di chuyển vậy nó sẽ không bị ma sát vào lưng hay ma sát vào cổ. Đó chỉ là những cái lợi ích phụ của nó mà thôi. Còn cái lợi ích chính mà mình đề cao nhất đó chính là cái sự thao tác nhanh của dây Big Design, rất là nhanh nha. Vậy thì liệu những cái dây đeo mà nhái theo thiết kế của Big Design hiện đang bán tràn lan trên thị trường, đặc biệt là trên những cái trang mua bán online, thì chất lượng nó như thế nào? Liệu nó có đảm bảo cho cái bộ combo của bạn đang đeo hay là không? Cái việc thao tác có gặp khó khăn hay không? Hay là cái độ an toàn nó như thế nào? Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái ngày hôm nay. Và tất nhiên mình đã từng gặp tai nạn như nó rồi. Thì cái thành phần quan trọng nhất cho một cái dây thao tác nhanh đó chính là cái phần chốt khóa và cái phần nấm ha. Các bạn có thể thấy trên màn hình ha. Đây, khi mà nó thao tác nó sẽ nhét cái chốt khóa, nó nhét cái nấm vô trong cái phần chốt khóa như thế này. Và chúng ta đẩy lên thì nó sẽ dính lại. Đây là của Big Design. Và tất cả những cái dây khác nó cũng sẽ đều thiết kế y chang như vậy. Và khi tháo ra thì các bạn chỉ việc nhấn vô, nhấn vô giữa, giữ ở giữa cho các bạn đẩy ra mà thôi. Mình sẽ cho các bạn xem là hai cái nấm dây, một của bên tay phải của mình là không phải của Big Design và bên trái là của Big Design. Các bạn có thể nhìn thấy cái logo Big Design ở trên cái nấm dây ha. Bên trái là không có. Tuy nhiên cái chất lượng của những cái nấm dây này thì thường rất là tốt. Bạn có thể nhìn thấy, để mình để nó lấy nét rõ hơn. Đó. Và cái dây của Big Design mình cảm giác cái cọng dây nhỏ của nó đó, cái cọng dây nhỏ phía trên này nè, nó cảm giác nhỏ hơn là cái cọng dây của hàng fake. Tuy nhiên thì nó cứng hơn, cảm giác cầm vô nó sẽ cứng hơn. Tuy nó nhỏ hơn nhưng mà mình cảm giác cái độ bền của nó thì đều gần như là tương đương với nhau, không có gì sự mấy khác biệt cả. Thiết kế cũng đều giống y chang. Và đây mình cũng sẽ có 3 mẫu dây thao tác nhanh khác nhau. Bên trái ngoài cùng của mình chính là dây chính hãng của Big Design. Các bạn có thể nhìn thấy ha. Trên đây nó có những cái logo của Big Design trên đây, cái chữ của Big Design. Còn hai mẫu dây còn lại thì nó là nhái theo thiết kế của Big Design thôi,
Tuy nhiên thì nó hoàn toàn không có logo gì hết. Họ chỉ nhái thiết kế vì họ không nhái thương hiệu. Các bạn có thể nhìn thấy nè. Mình sẽ cầm mình cho các bạn xem. Cái thiết kế là y chang các bạn nha, không khác gì hết luôn. Đó. Vậy thì chất lượng nó sẽ như thế nào? Hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn xem. Và mình đã bị một cái trường hợp là bung cái cọng dây thao tác nhanh này ra, và cái máy ảnh của mình nó đã bay xuống dưới đất. Nói chung là rất là thương đau. Và mình muốn chia sẻ, đem đến cái chia sẻ lên cho các bạn, để các bạn cân nhắc phòng tránh những cái rủi ro, đừng bị giống như mình. Ở đây mình sẽ dùng cái núm của dây phát nha, không phải dây của biết gì ra. Mình sẽ test cho các bạn xem, vì chất lượng của hai dây thì như nhau thôi. Vì cái vấn đề nó bị sự cố, rủi ro nó sẽ không nằm ở cọng dây này, mà nằm ở chỗ cái khóa kia, khóa của ba thằng kia. Rồi, đầu tiên ở dưới biết design, mình cũng sẽ thử cho các bạn xem là cứ bỏ vô, nhấn, đẩy lên, hoàn toàn vô hết. Tuy là không phải là của chính hãng nhưng mà hoàn toàn thao tác như nhau. Và cảm giác đẩy ra đẩy vô của dây biết design là rất là mượt mà, nó không có bị cảm giác vướng víu. Nhấn vô, đẩy ra thôi. Đây là của biết design. Và cái việc á, các bạn nhìn thấy á, là nếu mà nó bị bung á, nó không phải bị bung theo chiều này đâu bạn, mà bị bung theo cái chiều ngược lại như thế này nè. Đó, nó bị giật bung theo cái chiều ngược lại như thế này nè. Mình sẽ kéo thử cho các bạn xem nè, có nó bị hay không. Kéo thẳng lên nha các bạn. Ở đây mình đang dùng lực rất là mạnh nha. Đó, nó không bung. Đây là dây chính hãng của Big Design. Rồi mình sẽ cho các bạn xem thêm một chỗ này nữa. Các bạn nhìn thấy những cái cạnh ngàm của dây như thế này nè. Cái cạnh ngàm đây nè. Đó, cạnh ngàm cái gờ nhỏ nhỏ như thế này nè. Cái phần mà giữ cái nút cái nấm dây á, mình sẽ nhấn xuống, dùng sức thật mạnh nhấn xuống nè. Hy vọng là cái máy ảnh nó sẽ lấy nét đúng chỗ cho các bạn có thể dễ nhìn thấy được. Mình sẽ nhấn xuống. Nó hơi nó lấy nét phần này nó hơi khó một tí xíu. Rồi mình sẽ nhấn xuống nè. Các bạn nhìn thấy không? Rất rất là cứng nha, cái cạnh tuy cái cạnh này nó mỏng te thôi nhưng rất là cứng nha các bạn. Của Big Design rất rất cứng. Rồi mình sẽ thử qua cái mẫu thứ hai. Với mẫu dây thứ hai này thì mình cũng mua ở trên Tiki hay trên Lazada gì đó, lâu quá mình cũng không nhớ. Với giá khoảng hơn 200 ngàn một tí xíu. Thì ở đây mình đánh giá cọng dây này chất lượng khá là tốt. Mình đang nói về chất lượng nha, mình không nói về cảm giác sử dụng nha các bạn. Đương nhiên cảm giác sử dụng của dây chính hãng Big Design nó sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi. Để bỏ vô nè. Nhấn và bỏ vô, nhét vô. Hoàn toàn chắc chắn y chang như thao tác của Big Design thôi. Tuy nhiên cái cảm giác nhấn ra nhấn vô nó sẽ không mượt mà nó hơi sượng. Đây là cảm giác sử dụng của hàng chính hãng mà. Hàng chính hãng cái cọng dây kia đâu đó tới trên 1 triệu, còn cái cọng dây này có 200 ngàn à, nó gấp 5 lần lận. Đó. Nó sẽ hơi bị cứng. Thì theo mình nghĩ thì cái này nó sẽ không quá quan trọng đâu. Vì cái này chỉ là cảm giác sử dụng thôi, quan trọng hơn là cái độ an toàn của các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ test độ an toàn nha. Cũng giật theo phương đứng luôn nha bạn. Mình sẽ giật theo phương đứng nè. Đó, các bạn có thể nhìn thấy à. Giật lên nè, mình đang giật rất là mạnh nha bạn. Đó. Hoàn toàn không bung ra. Vì mình cảm giác được là cái độ chất lượng của con này nó đâu đó nó bằng khoảng là 90% so với hàng của Big Design chính hãng đó. Rồi mình sẽ cho các bạn xem cái ngạnh của nó. Đây, cái ngạnh của nó đây. Đây mình cũng sẽ dùng móng tay mình nhấn xuống. Mà thấy không? Rất là cứng nha. Rất rất cứng luôn. Gần như cũng không di chuyển gì so với của Big Design cả. Rất cứng. Cuối cùng bây giờ mình sẽ đến với cọng dây thứ ba, cọng dây cuối cùng. Cái cọng dây bản bự như thế này nè. Mình mua đâu đó là cũng 200 ngàn nhưng mà mình cảm thấy chất lượng nó rất là tệ luôn. Tại mình mua hai chỗ khác nhau nha, chỗ kia cái cọng dây nhỏ kia khác với cọng dây bự này. Thiết kế thì y chang nhau nhưng mà chất lượng thì hoàn toàn là một trời một vực. Mình cũng mua online, mình không nhớ là chính xác mình mua ở đâu. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Thao tác gắn vô thì cũng y chang, không khác sự khác biệt gì hết. Đó. Tuy nhiên khác biệt có nằm ở chỗ độ an toàn của cái khóa này. Cái khóa mà giữ cái phần nấm á, đây mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Cũng thao tác y chang như thế, mình sẽ kéo theo phương đang đứng. Máy mình đã bị bung ngay tại cái khóa này, của cọng dây này luôn. Đó, đây mình sẽ thử nè. Bạn nhìn thấy. Các bạn có thể nhìn thấy không? Bung thẳng ra luôn nha các bạn. Mình sẽ làm lại một lần nữa nè. Mình sẽ zoom xa cái ống kính ra xa thêm tí xíu để cho các bạn có thể nhìn rõ hơn nha. Đây nha các bạn, mình sẽ kéo lại nè.
cũng theo phương thẳng đứng, test y chang giống như khi nãy nha. Mình sẽ chọn ngón tay đây dễ cho có lực kéo nè. Đó, các bạn thấy nhìn thấy không? Bung hoàn toàn ra nha các bạn. Mình test lại một lần nữa cho các bạn xem nè. Và hoàn toàn rất là dễ bung nha, không phải khó đâu. Đây mình sẽ kéo lên lại nè. Các bạn thấy chưa? Giờ đây mình sẽ cho các bạn xem cái chất lượng của nó. Cái chất lượng của cái ngạnh này nè. Đó, mình sẽ nhấn cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy không? Hy vọng là cái máy quay nó sẽ lấy được cận cảnh này. Đó, các bạn thấy không? Nó rất mềm nha bạn. Mình nhụng tay mình nhấn xuống là chạm luôn nha. Đây nè. Đó, các bạn thấy chưa? Rất rất mềm luôn nha. Đó. Vì cái ngành này nó quá yếu nên nó sẽ làm bung cái cọng dây của mình ra. Đây là cái rủi ro mà mình đã gặp phải và nguyên cái bộ combo của mình luôn. Là nó bay thẳng từ trên cọng dây mình đang đeo, mình đang đi ngoài đường á. Nó bay thẳng xuống dưới nền đất đá ở dưới luôn. Rất là xấu luôn, và cái len của mình là nó bị mẻ cái hút. Mà rất may mắn sao là cái máy với lại cái đèn flash của mình nó không bị gì hết. Cái len cũng không bị gì luôn. Nó chỉ mẻ hút thôi, phần kính nó sẽ không bị gì hết. Nên rủi ro mà các bạn sẽ gặp phải khi mua những cái loại dây hàng nhái theo thiết kế của Big Design mà kém chất lượng thì các bạn sẽ bị như thế này. Rất là thương đau nha các bạn, khi các bạn bị rồi những cái bộ combo của bạn giá trị rất là lớn, nhưng khi mà nó nhảy thẳng xuống dưới đất á, lúc đó các bạn sẽ thấm thế được là nếu mà với một cọng dây chất lượng thì các bạn sẽ có được cái sự đảm bảo như thế nào. Nhưng mà quay trở lại bài toán là bây giờ cái dây của Big Design thì nó quá mắc. Chưa chắc hẳn là bạn nào cũng dám bỏ ra một số tiền trên 1 triệu đồng cho tới 2 triệu để mua một cọng dây đeo máy ảnh. Vậy thì giải pháp như thế nào cho cái việc thao tác vừa thao tác nhanh và vừa đảm bảo được cái độ an toàn cho máy ảnh của bạn? Thì ở đây mình gợi ý cho các bạn là cái phần an toàn của một cái cọng dây thao tác nhanh nó nằm ở chỗ cái phần khóa. Cái bộ khóa như thế này nè. Thì mình khuyến nghị các bạn là các bạn nên mua một cái bộ khóa này. Cái bộ khóa này của dây chính hãng Big Design, cái bộ khóa đó bạn. Nó vẫn có bán rời một cái bộ khóa riêng là bao gồm cái phần núm. Cái phần này một bộ của nó như thế này nè bạn. Đó, một bộ của nó như đâu là gồm 2-3 cái khóa cái phần núm luôn. Một bộ của nó. Mình không nhớ rõ là bao nhiêu đâu đó, trên là khoảng tầm 400-500 ngàn gì đấy. Là cái bộ khóa. Chứ không phải là một cái khóa nha bạn. Một bộ của nó nha. 2-3 cái gì đó mình không nhớ chính xác. Thì các bạn có thể thoải mái các bạn sử dụng bất kỳ cọng dây nào cũng được. Kể cả những cái loại cọng dây da mà các bạn muốn sử dụng theo cái cá tính của mình, cái phá cách của mình, thì các bạn vẫn có thể sử dụng xỏ qua thôi. Đó, các bạn may lại thì hoàn toàn các bạn có một cái cọng dây rất là đảm bảo an toàn, mà giá tiền là phải chăng nữa, thao tác được, thao tác nhanh luôn, nó không phải là những cái cọng dây xỏ qua truyền thống. Hy vọng với những cái chia sẻ của mình thì hy vọng các bạn có thêm những cái tư liệu để tham khảo mà lựa chọn mua cho mình những chiếc dây đeo máy ảnh thao tác nhanh phù hợp nhất, ưng ý nhất và tiết kiệm nhất. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.